You like matte or shiny? Shiny. A picture of matte. Yeah, the picture does look matte. Yeah. Sometimes I get matte and I love it, and then other times I get matte and I feel like it ruins it for me. Like, I miss the shiny. See, I'm the opposite. Mm-hmm. I always want matte, and if I get shiny, I'm like, fuck, I should have matte. Yeah. I'm blessing. I just stop blessing. Sorry. I'm the worst person. No, you're good. It's alright. No worry. Also, my job, I can cuss whenever I want. I cuss all the time. I don't even have a job. I quit. This year is my last shift. What did you do? Maybe access. Are you going to try to get another job before August or just have a good summer? I think I'm going to go to the golf course in Hot Springs and see if I can like work off the course or something. What about you? Yeah, I mean, like sweat it out all summer and not. I was talking to my friend last week. I don't know how we're going to pull guys in Hawaii because that's where like supermodels go to do stuff like. And I was like trailing and she was like, your supermodels go to mom. In my backyard, I'm doing my best to shape. Although our apartment is like on the sand on the beach, and like every time they have I'm like, hello. No, for real. A bit long. If I can do it all over again, it'd be so different than really the way I. Này mình làm một phim trong collection nha. Lo Hải. Hello, hello. Nay mình sẽ chỉ cho anh chị cái mèo đắp to mình nha. Hello, Jonathan. Hello, di chuyển ha anh ơi, nhanh nhanh lẹ lẹ đi Hải. Di chuyển Hải ơi. Tay mình không có được làm manicure nên là mình phải mang vào tay nha. Hello anh Thanh Nguyễn. Mình bỏ pha mờ cái nha. Cái này em zoom ra rõ, cho anh chị xem rõ rõ nè. Này em sẽ chỉ cho anh chị cách đắp bột nha. Missy. Đầu tháng tới là mình có cái lớp Atlanta nha anh chị nha. Mình có lớp dạy nail cơ bản đắp bột nè ở Atlanta nha. Ok ok, tranh thủ đi Hải ơi. Thế trước khi đắp thì mình sẽ quậy cái bột lên nha, cho nó đều đi đã ha. Nay mình chỉ với anh chị cái mẹo đắp almond nha. Rất dễ, rất nhanh luôn. Lấy alcohol. Đây, mình sẽ lấy cọ mới. Đây là cọ mới luôn nha. Đây là cọ chưa bấm gì hết nha anh chị nha. Đây, cọ chưa bấm gì hết. Thì khi mà mình mua về đó, thì mình vuốt cái xếp vậy nè, mình để im luôn ha. Hello Vĩ Hoàng Trần, khỏe nha. Mua cái xếp này về xong rồi cái mình để qua một đêm nha anh chị nha. Là mình đắp là nó giống như cái xếp như bình thường nè. Giờ nhúng vô liquid nè, đó, nó ra cái xếp nè ha. Hello Vi, khỏe không? Hôm nay mình sẽ zoom lại xíu nè. Cái này mình lấy hơi ít bột rồi nha anh chị nha. Hơi ít bột rồi bỏ đi.
Đừng có đắp thiếu bột nha anh chị nha, đừng có lấy thiếu bột. Này, cỡ này là ok nè ha. Chị đặt lên, giữ im trong cái cọ trên bột nha, đừng có gỡ ra liền, đưa xuống thì bột này nó sẽ đứng im ha. Mình ép hai bên hông lên nè, ép hai bên hông lên nè. Đó, mình gom hai bên hông vô nha anh chị nha. Xong. Đó, như thế này. Mình sẽ đẩy đập hai bên lên ha, cho nó dính silico. Rồi mình đưa xuống nè. Vuốt cho cái đầu móng mỏng nè anh chị nha. Làm sao mà đập lấy cái thân bột, lấy cái thân cỏ đập làm sao mà cho nó mỏng. Đây. Rồi cắt ra. Này, thấy đơn giản không? Yeah. I just think the demeanor. Yeah. It's like scientific proven that they have. Kêu nó lên trên kia kìa. Kêu nó lên trên kia kìa mới ngon. Đây, một phiên rất là đẹp ha. Ngon, đang bệnh mà vẫn like cho mọi người xem nha. Đang bệnh. Đây, anh chị nha. Rất là đẹp, màu rất là đẹp. Cái like color. Đây, cái cọ này thì mới đắp bộ đầu tiên nha anh chị nha. Nhưng mà nó đã ra cái xếp sẵn rồi nè. Cọ này cọ 14 nha anh chị nha. Cọ 14. Ok. Tiếp nè. Đây. Mình đắp lên, mình đẩy lên sát sát khi từ cổ chút xíu nha anh chị nha. Xong mình đưa xuống nè. Ép hai bên hông vô nè. Đây. Xong mình ép hai bên hông nè. Mình đập hai bên hông vô nè. Bên đây cũng vậy nè. Mình đập vô. Mình đưa bột vô giữa nè ha. Đó, anh chị đưa xuống trước. Xong giờ mình vuốt vuốt nè. Vuốt hai bên hông. Đi hai bên hông. Nhẹ nhàng xuống. Nhớ nha, ô mình xếp thì mình làm, mình vuốt làm sao mà cho cái phần đầu móng nó mỏng thôi. Mình dư nè, mình cắt ra ha. Dư mình cắt ra xong mình vuốt lại mỏng thôi nha. Đây. Thấy thợ nào như thợ này không? À, khách đi ngang qua nó kêu đừng vô. Quá sợ hãi à. Thợ đúng ngầu luôn á. Thợ đẳng cấp luôn á. Anh chị thấy ha, mình đắp vậy rất là gọn rồi nè. Đó. Thấy không? Có độ u, độ cong đầy đủ. Xíu nữa em sẽ chỉ cho anh chị cái cách mà mình giũa máy á. Chút nữa bị gì ta. Như mấy bộ này thì mình đắp, nếu mà mình không có livestream á, mình đắp tầm, mình làm bộ này chắc tầm chưa tới nửa tiếng là xong đó. Đây còn 14. Đắp một cục nha. Nè mình đặt lên nè, mình để sát lên nè. Rồi mình đưa xuống nè, ép hai bên hông vô nè. Cái gì? Chứ, lấy ở trên kia đi. Nhiều. Well, it was nice. Không, lấy trên tiệm đi. Yeah. Lấy tiệm đi. Lấy tiệm là kia ăn luôn. Yeah, maybe. Không, ghi tấm mày đi. Well, ý là nửa nửa đi, anh thả nó. Nửa nửa đi. Ừ. Ok, vậy em dư thân rồi đó. No, there's a 31-year-old mom in Arkansas just wishing she was here. Bộ đó hả? Lấy 100 đồng đi. Lấy chẳng 100 đi em. Đây ha, mình vuốt cho nó ôm. Giữ làm sao mà cho cái bột mình nó đừng có chảy nha anh chị nha, đừng có chảy. Đây nè, mình đặt lên nè. Rồi, ép hai bên hông vô. Nhớ nha, đẩy critical cho nó sát sát chút nha anh chị nha. Mày thiếu bột mình nè.
Này em lỡ lấy thiếu bột nè anh chị. Trời, tự nhiên lấy không sao chứ, tự nhiên lên like cái nó bệnh ta. Cái vấn đề anh chị đắp bột á, ở đây á, anh chị quan trọng là anh chị phải để ý cái bột của mình đắp ha. Đây nè, thiếu bột nè, anh chị thấy nó thiếu bột nè, thì nó sẽ bị rất là mỏng nha, nó mỏng lắm, mỏng ở đầu mỏng lắm, tí mình chăm sau ha, để nó không sao hết, tí mình chăm sau, mình đắp thêm cục nữa thì nó bị gồ ghề nha. Đây là cái màu trong collection spring của mình nha, màu pink. Này, ngón cái em cũng đắp một cục nha anh chị nha. Anh chị thấy không, cọ em mới đắp lần đầu tiên nè. Nó đã ra cái xếp sẵn rồi, cọ này thì nó ra cái xếp sẵn cho anh chị luôn. Bắt phone luôn. Mình vuốt xuống nè, đi từ từ nè. Mình ôm nha, mình nếu mà làm om mình á, anh chị ôm hai bên hông nha anh chị nha. Đó, mình ôm vô nè, tém vô nè, cho nó gọn tí mình vỗ xếp rất là dễ ha. Tự nhiên ngậm kẹo ho cái nó chảy nước mắt ra. Chị thấy ha, đắp bột gọn thì tí nữa mình vũa rất là lẹ ha. Đây anh chị nhớ nha, anh chị nhìn em để ý em bỏ cục bột nè. Đây em đặt vô nè, như thế này em đặt vô ha, em giữ chút xíu rồi em đưa ra, rồi bắt đầu em phải lẹ tay một xíu nha. Đó, lúc này mình sẽ lẹ tay một chút xíu, tại lúc mà anh chị bỏ cái bột lên á và giữ cái cọ lại á, thì nó sẽ kéo nước vô lại cái cọ thì cái bột nó sẽ nhanh khô hơn. Thì bắt đầu là anh chị sẽ lẹ tay, anh chị đập anh chị đập thì cái bột nó sẽ nhả nước ra, nó lan đều hết ha, thì nó sẽ lâu khô hơn. Đó, bắt đầu bây giờ mới đưa bột xuống nè, rất là dễ nè. Có nhiều anh chị kêu làm sao mà em cần cho bột nó dẻo quá vậy, thì á là do mình thôi nha. Là bả vô kìa em, tắt của mình rồi trời trời. Há thợ gì mà ác dữ, quá sức tưởng tượng. Đây anh chị ha, mình đắp rất nhanh gọn lẹ ha. Đầu móng á thì phải mỏng nha anh chị nha, o mình đầu móng phải mỏng mới lẹ được. Ủa bà hẹn mấy giờ mà giờ bà chưa vô? 5:30 hả? Giờ 7 giờ. Vậy bà đó cũng hay dữ. Đây mình đặt lên nè, mình đưa xuống nè, chị thấy không, ép vô nè, đó, ép vô nè. Đây anh chị thấy không, mình đưa gom hai bên hông vô nè, đó mình gom hai bên hông vô là thấy nó đều nè. Bắt đầu mình mới đập hai bên hông ra, bên đây cũng vậy, mình đập tém ra xong mình đưa cái mũi cọ vuốt ở cuticle lên. Rồi bắt đầu là mình dùng cái thân nè, lúc này mình dùng cái thân nè, lúc này bột nó sẽ ráo, nó cứng lại hơn rồi ha, mình nên mình dùng cái thân nha anh chị nha. Đây mình dùng cái thân nè, mình ép bột đi ha, mình dùng cái thân mình ép bột đi nha anh chị nha. Đó. Đây. Tự nhiên số mũi rồi. Cái này thiếu rồi, mở nhạc lớn lên. Không lớn lên sao đâu. Hello hello mọi người, lâu rồi em không có live stream nên mọi người vô tám đi để em có động lực để em làm video rồi chứ, em chỉ dạy deep rồi chứ.
cái này nó bị cứng bột rồi nè ha, nên mình dùng cái thân mình đưa nó đi. Cái này dư á, nên mình cắt trước ha, để mình vuốt ra, vuốt thẳng nó ra nè. Đây, vuốt thẳng nó ra nè. Tiếp tục. Dạ. Nãy đang khỏe chuyện lên livestream cái nó sổ mũi trời. Đây mình bỏ lên xong. Vừa bỏ lên á anh chị lẻ cái tay xíu nha, không thôi nó sẽ khô đó. Anh chị đụng đây nè. Đó anh chị đụng nhẹ thì nó sẽ nhả nước ở trong cái bột ra, nó đều ra ha. Có nhiều anh chị á thì anh chị mới bỏ lên cái chỗ này chảy mà cái chỗ kiến cứng à. Là do mình không có nhanh tay á. Đây mình đưa xuống nè. Đó, đưa xuống nè, vuốt xuống nè. Tém vô. Rồi đưa xuống nè. Đó, anh chị phải canh được cái bộ độ ráo của cái bột á lúc nào ha. Giống như kiểu mình đắp một cái bộ một cái ngón này tầm cho một phút. Không tới một phút đâu, mà mình cho một phút đi thì tầm mình bỏ cục bột lên thì tầm 10 giây bắt đầu là mình mới vuốt. Nhưng mà mình vuốt nhẹ thôi. Em dùng cái cọ nè ha, vuốt nhẹ vậy nè. Dùng cái thân ha, vuốt nhẹ xuống như thế này. Đó, thì mình cảm thấy cái bột mà nó mình vuốt nó không còn đi được như lúc đầu nữa thì mình sẽ dùng mạnh hơn một chút xíu, dùng lực mạnh hơn chút xíu, ôm vô. Đó, vuốt xuống. Chuẩn bị đầu tháng 6 là đúng không ta? Tháng 5 hay tháng 6 ta? Tháng 6 đúng không? Giờ tháng 5 đúng không? Là đầu tháng 6 em có một lớp ở Atlanta nha. Đầu tháng 6 em có lớp ở Atlanta. Hả? Cọ này đắp 1000 khách đó hả? Trời, giỡn đi, cọ này hơn chứ. Giỡn. Cọ này còn dễ fan được nữa mà, giỡn đi. Trời. Cọ này dễ fan được nữa bạn. Giỡn. Đó, anh chị thấy màu rất là đẹp ha. Màu này trong collection spring của em nha anh chị nha. Anh chị nào cần thì cứ alo nha. Đây. Màu không có ma bồ gì hết nhé. Rất là dễ đắp, rất là dẻo nè. Đây. Quá êm nha. Rất là êm nha. Đó. Giờ đưa đi là đi rồi. Đó thấy không. Bột đắp vậy thôi chứ anh chị. Đó. Đây vuốt xuống. Màu này mát thấp cấp rất là đẹp luôn. Trời, giờ mới nhắn vô. Và mang ghi chấm chạm. Nghe anh chị ha. Khi mà anh chị mua cái cỏ của em bên em về á, thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị như thế này. Đây. Bình thường cỏ của em về á, thì nó sẽ em sẽ làm một cái xếp như thế này sẵn rồi ha. Em có bọc một cái lớp nhựa vô cái phần đầu của cái này và em có một cái lớp thóp thường lên trên mặt nó. Thì anh chị về rửa bằng nước rửa cỏ đó, anh chị vuốt cái xếp như thế này hoặc là bè ra chút như thế này, bè ra chút cũng được. Đó. Như thế này ha. Anh chị để qua một đêm. Xong rồi anh chị treo lên để qua một đêm. Qua ngày mai là anh chị nhúng vô liquid, anh chị rửa cỏ như thế này. Đó. Là nó sẽ ra y như cái shape mình muốn à. Nó như y như cái shape của em đang dùng vậy nè. Anh chị ha. Có anh chị nào mà chưa hiểu thì coi cái livestream này của em để mình làm cái shape cỏ cho nó đẹp ha. Đó. Đó em để như thế này xong em để qua một đêm là sáng ngày mai anh chị y cái xếp mình bấm vậy đó. Chứ đừng có bấm cọ nó nhanh bị cứng lắm. Nó lỡ lệch xếp cái là thua. Cọ em đang xài hả? Cọ em đang xài số 14 chị ấy. Cọ em đang xài số 14. Đây. Em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách vuốt xếp nè. Đây.
Đây ha, cách dụ xếp ôm mình của em ha. Mình tém vô. Đó. Mình ôm lên ha. Mình ôm lên nè. Ở dưới nè, mình ôm nhẹ lên nè. Bên hông đây, mình ôm nhẹ, ép vô. Ép vô. Nếu như khó phình á thì em sẽ để một đường thẳng nè, em đưa xuống. Đó, một đường thẳng em đưa xuống, còn ôm mình á thì em sẽ xéo. Em đưa lên. Đây, 1 2 3 nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Đó, bên đây em vậy 1 2 3. Ha. Mình đưa ép vô hai bên hông vô. Là ôm mình lúc nào cũng vậy. Mình ôm cái phần từ khóe này xuống nè. Mình càng ôm thì nó càng đẹp ha. Nhưng mà đừng có làm nhọn nha. Ôm mình thì mình đừng có ôm nhọn quá. Xong lúc này thì mình mới ôm cái phần đầu nè. Rất là đơn giản ha. Đó. Hello anh Johnny. Khỏe không anh? Xong mình sẽ dũa ở dưới nè. Cho nó bằng nè. Đó. Mình dũa dưới nè. Cho nó bằng nè. Rồi, nếu mà anh chị nào á mà chạy máy không có chuẩn á thì anh chị làm cách này như em nè. Úp cái phần mặt của cái dũa xếp nè. Úp vô, mình đi thẳng xuống nè. 1 2 3 nè. 1 2 3 nè. Đó. Mình đưa vậy nè, mình đi nhẹ thôi nha. Đó, mình đi nhẹ nhàng vậy thôi. Đây. Mình bào xuống nè, mình đưa xuống vậy nè, ha. Nhẹ nhàng thôi, đây anh chị thấy nè. Nhẹ nhàng lắm, xong rồi mình chạy critical cho nó mỏng xíu nữa là anh chị sẽ thấy nó rất là đẹp ha. Khỏe không anh? Nay bệnh rồi. Đây, mình ôm vô nè. Đó, mình cứ ôm vô. Còn nếu mà anh chị cứ dũa nhẹ nhàng thôi ha anh chị ha. Đưa lên nè, xuống nè. Không có cần phải chà dữ vậy đâu. Không có cần phải chà gì đâu ha. Tí nữa em chỉ cho anh chị cái cách. Đây, mình ôm vô nè. Mình ôm vô nè. Mình ôm vô. Xong. Mình đi phần đầu móng nè. Ôm vô cái phần đầu móng cho nó đều đi. Ha. Đây. Xong. Anh chị thấy đều rồi, ok rồi. Mình dùng vũ cây nè. Đi nhẹ xuống nè. 1, 1, 2, 3 nè. 1, 2, 3 nè. Đó. Đi thẳng xuống nha anh chị nha. Đây anh chị nhìn nè. Em để cái tay vậy ha. Đây nè. Em để cái tay như thế này. Vũ nè. 1, 2, 3 nè. 1, 2, 3. Đó. Đưa xuống. Nè em ra cái shape nè. Có nhiều anh chị á. Khi mà anh chị vũ shape khóc phình hay là om mình á. Thường thường á, nó sẽ bị thiếu ở đây đúng không? Nó bị thiếu ngay góc này nè. Chụp hình ra tự nhiên chỗ này bị móp đúng không? Là lý do là ở cái phần đầu móng này nè. Ôm mình á, thì anh chị khó thấy là bị thiếu hai bên hông đây. Nhưng mà khó phình lúc nào cũng bị. Là tại vì cái chỗ đầu móng này nè. Nếu mà khó phình thì nó ra ngay chỗ này. Thì cái chỗ này nó dày hơn. Ha. Thì anh chị để cái dũa vô đây nè. Cái dũa nó mất ở cái khóe này. Là nó bị nha. Ở mình thì ít lắm. Nhưng mà khóc phần anh chị em thấy đa số thì bị nhiều. Như cái lớp em dạy á, thì đa số ai cũng bị cái đó. Đó mình đưa vô. Tại anh chị nhiều khi anh chị để cái dũa nè. Anh chị để như nè. Anh chị không có canh được á. Không. Cái nó mất cái chỗ cái góc cạnh này nè. Đưa vô á. Thì nó bị mất ha. Mình dũa dưới nè. Đây, mình đưa nè. 1, 2, 3, 4, 5. Đây, mình chỉ thấy ha. Đó, bắt đầu mình đưa nè. Đưa cái mũi vô nè. Đây, đưa cái mũi vô. Nó tròn. Chị thấy ha. Mình cứ ôm vô. Ôm cái này vô. Ôm hai bên hông vô. O mình dễ dũa lắm nha anh chị nha. O mình là dễ hơn khóc phần nhiều luôn á. Nhưng em nói chuyện với Hạnh anh em. Em nói chuyện với Hạnh hả? Đó.
Đây chị thấy ha, đều rang hết là ok. Lô Thịnh hôm nay mày không đi làm mày hả? Dễ gì mày, đợi xíu đi, khách vô giờ mày đợi tao, tao vũ ấy đi. Thảo nghe rồi mày tới một chuyện á, không hả? Mình ôm vô nha. Đây anh chị thấy ha, giữ nhẹ cái nữa, ôm vô đó. Anh chị nào ở Atlanta hay cái gì đó muốn học thì anh chị có thể đăng ký em nha. Đầu tháng 6 em có lớp ở Atlanta nha. Ồ vậy hả? Hello em. Đang làm việc. Đang làm việc rồi. Hình như cái phay này nó bị mất tương tác hơi nhiều rồi đó. Chắc đôi bữa sau chắc like YouTube quá. Anh chị ha. Bi nó nói một câu nó trốn đi đâu luôn rồi. Anh chị vỗ cái vỗ cây như em nè ha. Tí nữa mình chỉ chạy critical thôi nha anh chị nha. Tự nhiên hôm nay bị sổ mũi nó không được luôn. Lắm như ta. Lên Hiếu Hồ. Khỏe không anh? Như cái này nó hơi xa đúng không? Bỏ xa chút. Đây anh chị cứ cầm như thế này ha. Cầm như thế này nè, úp vô nè. Đưa vô. Đó, mình cứ đưa xuống nha anh chị nha, đưa xuống nha. Như ép bên hông đây nè. Ví dụ như đang để thẳng đi, đúng không? Anh chị nè, lên nè. Ép từ từ vô nè, ép từ từ vô. Đó, bên đây cũng vậy, ép từ từ vô. Này chắc em phải làm like thường nữa, lấy lại tương tác quá. Facebook dạo này bóp tương tác quá. Hay là mọi người quên em hết rồi hả? Đó. Cái này thì đơn giản ha anh chị ha. Nếu mà vũ cây á thì mình vũ ít thôi. Tí nữa mình chạy critical ha. Cái quan trọng là anh chị đắp bột á, nó gọn không thôi ha. Quan trọng nó gọn hay không thôi ha. Đắp bột phải gọn nha anh chị nha, phải gọn. Anh chị gọn thì anh chị làm gì cũng nhanh hết á. Nói chung đắp bột mà gọn thì làm gì cũng nhanh hết á. Anh chị nào có nhu cầu học lớp của em á thì anh chị có thể inbox cho em ha. Ở bên Atlanta nha. Đầu tháng 6 nha anh chị nha. Tại em chưa đăng á, nói chung là Facebook thì em ít đăng lắm. Xưa giờ cũng vậy, không có thích nó nhiều. Rồi chị thấy sếp ok hết rồi đúng không? Thì mình sẽ lấy cái đầu giữa này, mình đi nhẹ critical thôi. Em sẽ chỉ cho anh chị cái cách chạy cái cục này ha, mình đi làm sao mà cho nó natural nhất có thể nha.
Đây. Em sẽ cho anh chị ba cái điểm. Nó từ từ critical đi ha, từ critical tới đây điểm. Từ đây ra đây thì cái độ u. À, từ ngay cái khúc này ra tới đây thì cho nó bằng với nhau. Thì tại sao là người ta dùng cái dũa này nè để người ta chà ngay khúc này. Đây, anh chị thấy không? Là để nó bằng, nhìn cái shape nó đẹp hơn. Nó bằng thẳng nhìn nó sắc sảo hơn ha. Thì cái phần từ critical xuống tới đây á, em sẽ dũa cho nó thiệt mỏng. Đây, em đi nhẹ critical nè. Em chạy nè. Em để xéo. Xéo như thế này ha. Đây, cái chỗ này anh chị thấy nó còn u đúng không? Đây nè, em chạy nè. Đây, anh chị thấy nó còn u đúng không? Đây, em chạy mỏng nè. Cái chỗ đó phải mỏng nha anh chị nha. Mỏng thì nó mới nhìn nó mới sắc sảo được. Nhìn cái cô mình mới đẹp được. Đây. Em zoom ra chút cho anh chị thấy rõ hơn nha. Đây. Đây em sẽ đi critical nè, để nhẹ lên nè. Em nong cái da khắp ra luôn nè. Anh chị thấy không? Đó. Đi nhẹ nè. Đi xuống nè. Bên đây cũng vậy nè. Đó, rồi mình đi xuống từ từ nhẹ nhàng ở dưới nè. Đây, anh chị sẽ thấy ha. Nhìn ngang nó cũng đẹp mà nhìn dọc nó cũng đẹp ha. Nó phải mỏng ở cái chỗ này nha. Tới đây là nó phải mỏng nha. Xong rồi cái phần thứ hai á, cái điểm thứ hai á, mình để cho nó u một chút xíu, cho nó có độ natural ha. Thì nhìn cái critical mình nó bén. Chứ còn nếu mà anh chị chạy như thế này đi. Hai. Rồi tới em chuyện. Đây như cái này đi. Anh chị nè, cái chuối cái phần đầu dũa này nè, anh chị nhìn em nè, em chuối nè, nó tạo một cái đường lằn ha. Đó anh chị, cái chuối này nè, đó anh chị, chuối nè, anh chị nhìn cái critical nó nè, nè nó dày không. Đó anh chị, chuối nhiều khi á nó vô cái móng thịt của khách nữa, nó bị một cái ngấn nữa ha. Đây nè. Đó, giống như kiểu chia cắt ra luôn. Nhưng mà còn cái này thì em natural hơn. Anh chị thấy không? Cái này thì em natural hơn. Chứ ví dụ như chạy vậy á, mình sẽ chạy mỏng lại hơn chút nữa. Để vô mỏng lại hơn chút nữa. Đây. Mình chạy mỏng lại. Đừng có cho nó thấy cái line rõ quá nha anh chị nha. Này. Nè, anh chị thấy nè. Anh chị thấy nè, không, nó mỏng mà. Nhìn nó không có cái điểm ngấn á. Là nhìn cái tay mình nó natural hơn, nhìn nó đẹp hơn nha. Này. Đó, anh chị thấy nè. Thấy không, nhìn nó rất là natural. Nên á, anh chị, ví dụ như anh chị mà chạy chuối xuống như thế này nè. Đó, mình chỉ cắt bột thôi. Đó, mình cắt bột xong, nhẹ thôi nha. Mình cắt bột xong cái gì. Đó, mình để nằm cái dũa xuống. Để nằm dũa như em nè ha. Em đi nè. Đó, anh chị thấy em đi sát không? Này. Mình làm sao mà cho nó nằm sát sát critical chút xíu. Mình nhìn cho nó natural chút xíu. Mình nhìn như cái móng của nó mọc màu ra đó. Là ok nha. Đó. Này. Hello mọi người. Trời ơi, mọi người coi mà không nói tiếng nào hết, em buồn ghê. Cho em ý kiến rồi đi chứ. Ủa cái đó tháo móng hả anh em? Tháo thôi hả? Em thở ai như thở đây em. Khắp vô không chịu làm luôn. Quá sợ. Đó. Mình chạy nhẹ nhàng vậy thôi. Anh chị thấy không? Cái lúc mà em dũa cây á, em dùng cái dũa cây nè
để em mài cái này cho nó mỏng nè. Không, giờ em chỉ cần chạy critical thôi, em không cần chạy dưới nữa. Nè, như thế này nè, giờ em chỉ cần chạy critical thôi. Em đâu cần chạy dưới nữa đâu. Đó, nó rất là lẹ ha. Khi mà anh chị đắp bột gọn, nhanh gọn lẹ. Anh chỉ cần chạy lên critical, giữa này giữa chút xíu là xong. Đây nè, anh chị nhìn để ý nè nha. Cái này á, anh chị thấy nè, zoom ra cho anh chị sát nè. Anh chị thấy cái bột nó dính da. Đó, anh chị thấy bột dính da cái gì? Rồi, em sẽ chạy. Em không có cần chuối cọ, em không có cần chuối đầu dũa mà em chạy bứt luôn. Đây, em chạy bứt luôn. Tuy cái đầu dũa này của em rất là bén luôn. Nhưng mà mình chạy mình mở máy nhỏ thôi. Mình mở máy nhỏ thôi, anh chị thấy em mở máy nhỏ không? Đây. Đó, giờ mình chỉ chạy critical. Đơn giản thôi ha. Đây, giờ nè, mỏng manh nè. Thấy không? Hết dính rồi. Đây, tiếp tục ha, mình cứ chạy nè. Đây anh chị thấy nó dày không? Nè. Nhìn nó dày nè, thấy không? Cái độ u ở ngay chỗ cái phần này á, em vẫn giữ nha. Cái độ u ở phần này em vẫn giữ. Nhưng mà mình chỉ chạy từ ở critical này tới đây thôi. Là mình để cái dũa nè, anh chị nè. Để mình xéo xuống nè. Đây nè. Anh chị thấy không? Cho nó thẳng nè. Rồi để em dũa cho anh chị rồi em đưa qua ngang qua cho anh chị coi nha. Nó chuyện rất nhiều. Đây. Đây, độ u này vẫn còn nè, anh chị thấy không? Đó. Chị thấy độ u vẫn còn nè. Đó, phần này nè. Ra nè, rất là đẹp nè, anh chị nhìn nè, ở trên xuống nè. Nó rất là natural nha anh chị nha. Nên mình đừng có tạo một cái đường lằn ngay chỗ cái critical, nó nhìn nó kỳ lắm. Đó. Đây nè. Ví dụ như em chạy đi, em làm cái đường lằn đi, nè, đây nè. Em chuối xuống nè, đó, em chạy vậy nè. Đó, có nhiều anh chị chạy cái đường lằn nè. Đó. Nhìn nó dày cua luôn, anh chị thấy không? Đó, nhìn vậy nè. Nên đó, mình phải để cho nó nằm cái này xuống một chút xíu nè. Em phải dũa cho nó, nhìn nó mỏng, thiệt mỏng luôn. Từ ở trong critical ra là mỏng luôn. À. Mỏng thiệt mỏng luôn. Đây. Anh chị nhìn nó khác liền ha. Đó. Đó, em đâu cần chạy dưới nữa đâu. Em dũa cây thì em đâu cần chạy dưới nữa. Và cũng không cần phải chạy xếp lại nha anh chị nha. Hôm nay em chỉ cho anh chị cái cách khóc phần mà anh chị hay bị lỗi là chụp hình cái nó bị mất ở đây chứ ở đây nha. Đó. Thì anh chị nào ở bên Atlanta mà muốn học cái lớp cơ bản của em về cái cách control bột với lại xếp á thì anh chị đăng ký nha. Cái lớp em dạy thì 3 ngày em và anh Michael nha. Em chưa có đăng, em chưa có gì hết á. Nhưng mà tụi em tính xong hết rồi. Nói chung là hôm nay em cũng hơi bận nên là không chưa có đăng á. Anh chị nào ở Atlanta thì đăng ký cái lớp của em ha. Đó. Rất là đơn giản. Em livestream thì em quay sát cận cho anh chị dễ thấy dễ nhìn ha. Chả gì phải ngại nha. Thì lỗi thì ai cũng chả có. Nên là em không ngại. Nè. Ví dụ như cái này khi thì còn em đắp chưa có đẹp nè. Không. Mình vũ mỏng nè. Mình vũ mỏng nè. Anh chị vũ mỏng là tự nó sẽ nhìn nó giống như kiểu từ ở trong móng thiện ra nè. Thấy không? Đây nè. Đó. Anh chị thấy không? Nó còn dư dính bột trên da nè. Em đi nè. Đó, có nhiều anh chị thì kêu trời ơi vũ kiểu này chắc clip hết. Đây nè, anh chị thấy nè, không có còn gì trong đó. Sao clip được? Khách em đi toàn trên tháng vô không à.
Đó. Nhưng mà được cái là mình nhiều khách, phải không? Nên nó đỡ. Cho anh chị thấy nè, nãy khi tôi còn nè, xấu quá à, giờ em chạy mỏng manh nè, thấy không? Giờ nó khác liền. Xong. Rồi bắt đầu em sẽ dùng cái buffer này nè. Em dùng cái buffer cây nè, ha. Đánh nè. Đó, đánh nè. Không cho nó đi rửa tay luôn, em sơn luôn cho anh chị đỡ mất thời gian nè. Đơn giản. You like it? Me? Mm-hmm. Oh, thank you. Sorry. No, it's good. I love it. I'm excited. You normally know, is I don't like stream. This is more time to fast. No, it's fine. Thank you. Okay, I'm just serving a good match cho anh chị thấy nha. Màu rất là đẹp luôn. Màu spring nha anh chị nha. Anh chị nào có cần thì cứ inbox cho em nha. Còn không thì anh chị có thể lên website nha. Mày rửa tay á, thì cái da nó sẽ sạch hơn. Đó. Đây nha anh chị nha. Đó. Rửa tay thì cái da nó sẽ sạch hơn. Tí cho anh chị xem cái thành quả nha. Màu này mát là rất là đẹp luôn. Giờ tới giờ về rồi. Đó, em là nhanh lẹ vậy đó. Không có cầu kỳ nha. Còn muốn mà làm mà để mình chụp hình nữa này kia thì mình lại sẽ làm cách khác. Hoặc là đi dạy lớp đó, thì mình sẽ hướng dẫn cái cách khác cho anh chị kỹ hơn nha. Còn cái này thì giống như kiểu em làm vừa đủ khách thôi. Tại vì cái giá bên em nó cũng không phải là cao. Nói chung có nhiều người á, bộ này thì người ta lấy tầm 75, 80 đồng, 90 đồng gì đó. Mà em thì em lấy bộ này thì tầm 70 đồng. À, cái đèn mình nó hơi tùm lum hết. Đua quá nó vậy nha anh chị nha, đừng để ý. Để ý em làm thôi, để ý cách em chia sẻ với anh chị thôi ha. Đừng để ý mấy khác. Cái này mình làm xong á, mình lấy alcohol mình chùi nha anh chị nha. Mình sơn xong mình lấy alcohol mình chùi. Không phải là mình chùi để cho nó mát đâu, mà mình tại mình muốn chùi cho cái da nó sạch sẽ hơn á. Bột nó bám nữa. Nói chung là mình cũng đua khách dữ lắm. Thiệt. Còn bình thường nếu có thời gian thì mình cũng làm cũng đẹp lắm, nhưng mà bình thường là đa số là làm biếng á. Như bộ này thì em làm không tới 30 phút đâu. Ok. Rồi, cho anh chị xem thành quả. Ủa hình như nó mất comment phải không? Phải không ta? Mày? Hả? Hình như giống đợt trước rồi hay sao á? Đó. Đâu rồi? Đây nè, chị thấy không? Chuồng cái mát cái sạch trơn. Đó. Chị ha. Đó. Đó. Ủa? Vì ta, như nó mất comment đó.
đây không chị ha, đây đó anh chị thấy ha, hôm qua mình ship rất là đẹp nha, đây đây anh chị thấy ha, đây. Cái này nó không có rắc nét dở gì ta, đây nè anh chị thấy không, đó Critico nè, hello thank you chị Mỹ gì Mỹ Nhân Ben hả, này bên đây cũng vậy luôn nha, mình chùi cho nó sạch sẽ, tại bình thường thì mình cho đi rửa tay nhưng mà cái này không có làm tốn thời gian anh chị nha, đó. Màu rất là đẹp và rất là dễ đắp nha anh chị nha, thì anh chị nào thương thì ghé ủng hộ nha, đó anh chị ha, sao nó không zoom được vậy, ủa đây đây anh chị ha, đó. Mảnh khảnh mảnh vậy á, nhưng mà nhìn nó rất là na trò nha, đó. Ok anh chị nha, thank you anh chị đã xem cái livestream này của em nhé, ok ok bye anh chị nha, chào anh chị.